game hai Ôi năm mà mới thấy cái này. trời. Tốt rồi. Nhìn cái nào đéo nhận. Cái nhạc cụ có tồn tại nữa. Đâu để coi thử các bạn. Cướp béo gì? Tôi biết nghiện đâu. Cướp gì anh? Sao đấy? Cá má. Em đâu rồi? Dạ xua đâu? Wow, thôi thôi về đi, thôi về. Về, về. Có cái sưu tổ. Kama đại sư vong này nhìn trông sức chi hơn, bảo hạng hơn. Those who oppose me get gold. Who wants a treat? Bristle wants a treat? Not until we trampled our foes to dust. I was forged by you. Hỏi gian này cũng được. Ui, mật độ tương phản nha với gamma các kiểu cái nhìn lên nó cạt cỡ quá vậy. Cái màn hình của bắp nhưng mà mình biết chỉnh màu nó cũng khá là đẹp. Nhiều ứng viên mua màn một cũng muốn hát đấy. Này nào. À mẹ đúng rồi. Mẹ ạ. Mẹ. Thế vì sao tôi top 1 Pamela Party không? Vì mà 144 HZ ấy. Cái hàng ngủ muốn hát trả tiền Huy Anh quảng cáo. Đúng rồi, cái màn hình xịn thì ông nhìn à, cái đỏ hơn. Cái gì nữa à? À nhìn nó kiểu nó nắm bắt mọi thời cơ hơn. Và sao những chỗ kia mình ghép tự nhiên đúng thế? Có cái chỗ cũng thấy khác đấy. Mày ạ, chuẩn luôn rồi. Ra là vậy. Cái game đánh nó dài đó. Gầm bốn bốn hết đúng là hết. Kéo giờ đạo à? Ui, kéo giờ ai chơi thì đạo đàn tiên. Ê mà anh ra anh cua luôn đi có gì anh ra đánh tên thông nữa. Con kia con gì ăn không mua à? Ừ. Có không? Có thì anh em mình chơi. Không, không có rồi thôi. Hay bằng chủ anh con bị xong hết máu á. Đánh nhau đi. Không đừng có mà đóng luôn mẹ. Đừng có làm quá. Đánh luôn đánh luôn. Rồi lần sau đây. Ôi. Đánh luôn đi học. Kìa. Không ăn được nữa thôi nha. Ê em thấy người con. Sao nó ăn luôn. Kìa. Thôi về lại em nha. Về lại em. Đồ yếu nó ngủ tầm nó hết mẹ mana rồi. Rồi, nó biết, nó biết. Về lại em chứ không rồi. Là anh Yasuo nó gánh cũng dễ mà. Cần gì có em. Xin phép. Mà anh ta sao hôm qua không vào được lâu rồi. Mẹ không thể đi xét chút lên, what the fuck. Đạo hả? Đạo cực. Deeds, not words. Có tiền thắng nhỉ? Có 20 đồng này.
Nếu 20 đồng đi thì tiếp mà không đi thì ê gần cả. Ủa nó đâu có đang trừng phạt. Quá nó đâu có đang trừng phạt đâu. Em tôi vừa hỏi con này Amu à mà ông không hiểu à. Con này mạnh ngáo đá rồi. Đầu game có cây mà luôn ngon quá. Giờ đâu rồi, đâu thế? Anh giờ phải thấy ngáo đá rồi đó nha. Đánh ngay giờ mày. Ai đánh là tao không mất tốc biến đâu, tự nhiên là tao cố nhiều mạng mày. Chuyện gì? Đánh luôn. Đánh được thì anh đánh với nhiều. Đánh đi, ông khỏe mà. Ôi xong rồi. Nhiều lính quá nhiều bạn. Anh cứ dài cũng đẹp thôi. Mày cái tem này thì anh chỉ thấy qua không đẹp gì hết. Ui tôi xong rồi. Đi xong rồi. Thế này nữa. Quay lại quy thằng loa mông mô có phải là không ăn được mạng không? Ride on. Phải đi quay lại quy ăn mông mô có phải là có cơ hội ăn được không? Ê, thằng Gagat không có phải lá. Đánh đi, ông mạnh cày à? Ông đâu? Đánh này, ông hiểu, hiểu. Ông hiểu, ông bảo trong này. Em hiểu bảo trong này. Lui rồi, thôi đi. Em hiểu vừa bảo trong này, Diệp ơi. Đánh luôn, đánh luôn. Cái tưởng ông ra đây, ai ngờ. Đánh luôn đó. Không ăn được hơi buồn. Nó đi lần này là nó tính trụ mà. Là gì? Còn chạy để tránh cái. Mạnh mà ra cùng chỗ nhiều có thể 3 người sống rồi. Ông gọi chính ông gọi ông Hiệp ra lại còn bảo từ từ. Mạnh còn gấp ở đây. Anh chịu trách nhiệm về hành động mình đi. À đấy là tại mà vẫn tiếp tục ba mạng còn còn hỏi nhau á. Ông Hiệp không một tôi cũng sinh để thiết ba mạng đấy. Ông Hiệp nhé. Chứ còn gì nữa. Đáng lẽ không có tự hy sinh nào rồi người ta phải nghĩ đi. Khoản đấy ông chưa ra thì đấu thể nào đủ đam luôn. Ôi ra rồi tôi đứng ngay sau ông kéo ra tôi không ra. Gọi ông cũng kéo ra. Dòng ai bằng đồ á, tính ra bằng đồ mà nó solo thua rồi. Dòng ơi, đánh luôn, đánh luôn. Hay. Lý. Làm gì còn được không? Ba thằng cũng sống. Lỡ. Nhìn cái này. Thấy có một mạnh chịu hoàng hồng rồng á. Ra. Bây giờ của ông là trừng phạt này. Ở hết mà nào. Đó, biết ngay mà quá. Không cứ nói. Ông làm gì đây? Ở hết rồi hết mà nào rồi. Vì em nói liên quan đến việc trừng phạt hộp. Chưa xong rồi. Ông mẹ. Mẹ mạnh mấy pha lần nào cũng mắc gồng. Không mắc qua gồng. Cứ nói nhiều là phân tâm mấy lần nữa. Cứ thế mà mình trừng phạt xong. Yeah, mỗi khi anh cũng nói nhiều quá đấy, có ai nói đâu. Thật, đúng rồi ông nói nhiều nhất đấy. Nói vì cho tập trung sợ ông quên. Tôi bảo tôi hết mana rồi ông cố mà trừng phạt đi. Anh cứ không sao mất tầm hơn đất của bạn. Thôi. Tôi không định ra đứng đấy để đánh thằng Gagat không đập cho phát thì
chịu luôn. Thế tranh đi rừng gì cũng mất được nữa. Dễ thế mà mất được. Và sao không giữ nổi người yêu. Nhưng mà mối nguy hại của mình là Yasuo cấp 9 kìa. Gì? Yasuo mình... Yasuo tan bản cấp 9. Cái hầu Yasuo cấp 9. Ma em này, em nãy giờ cái hầu nó cấp 9. Ơ em nào? Ông Diệp sao AD nó Diệp chú anh Ti mà Yasuo tan bản cấp 9 rồi. Ông không có nhưng mà nó không tăng. Nhớ. Nó cắm mắt đi đủ quá. Ê gần nó trên đây mày ơi. Gần nó trên đó. Rồi con sẽ không đánh nhau. Nó luôn luôn. Luôn được, thằng thằng top nó bắt gờ rồi. Nó đâu ra. Vào đầy thủ đi. Bay bay bắt bắt ngon. Mà em cũng hết giờ nha. Mẹ mày nè. Vào đánh thằng chủ. Lát luôn rồi. À ngu. Đây. Hết chiêu rồi. Hay. Em đánh. Đánh đi ơi, ulti vào, ulti vào. Hack mana. It's gone ma. Chết. It's gone. Bảo hack mana mà. It's gone ma. Ôi sao đẩy vô à, lên đây vô. Và đối hack mana mà. Đúng mà. Đừng đâu. Mana yếu đồ để bấm đi. Có gì Yasuo kia kia kia. Thiếu một tí. Em mà lại. À ăn sẽ giải, ăn sẽ giải. Dạ em có bờ đâu. Gì vậy? Nó có gờ. Không có gờ nó ra đánh luôn á. Top nó không có gờ đâu. Ông dùng ít chiêu lên lính như thế này thôi. Bảo sao ông biết là nè. Ê mày muốn hút tốt. Ủa nó mạnh vậy? Nó không biết lúc mày không à? Ông đép đi, ông xuống đép đi kìa. Ừ, đép đi kìa. Không thôi, thôi em lại em lên tết thủ à. Ông đép đi kìa, ông đi đâu đây? Ăn chắc chắn được rồi, ăn được rồi. Ăn đi. Ôi, không, 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 ra ra, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Ngon. Hay à, hay à, hay hay. Mẹp gì nhẹ lương cao. Để đeo. Ai băng chủ không? Băng chủ không? Em xuống, em xuống à. Đó luôn, ê sao không giết được nó. Chạy nhanh thế. Mang cho tôi. Sao mà đưa. Má không tới. Chạy nhanh thế à. Má ăn lộn mày. Anh cần sao mày Huy à. Về mua đồ cái, về mua đồ cái. Nãy giờ đánh nhau quá rồi. Đang nghĩ đang. Ăn được không? Ủa, không ăn được đâu. Kéo. À, giờ thua đánh mà đứng yên hoài ngáo ngáo. Này này của ông tắt. Của ông tắt. Không bắt là đất. Bắt là nhìn nó bắt là. Gây gắt là bắt đều. Đó đó. Gà. Đó đó đó. Đó. Ôi. Mày ơi. Lần này đéo ai nói luôn á. Ui trời ơi. Thôi đừng có bị ngộ. Chưa có chứng phạt. Mày phạt đi rừng. Cố quệt ba lồn. Ai ngộ quá.
Game tàu bùi ngu rồi đó. Thằng rất thiểm năng quá à. Đạt của ngu rồi. Để... Để dù gì cũng bắt mít rồi, về em kìa. Tôi đang đứng ulti rồi còn gì? Mà đang cần đi ulti. Ulti nó hứng đam. Đâu phải, thật không có ulti. Hứng bao nhiêu đam kìa. Oh. Mạnh phế quá. Vậy mà đang đánh. Đồ luôn nó đi con nét. Đồ quá. Fit cho ta rồi AK. Bảo là ao ngu chạy gì nó ra. Nó xuống bot kìa. Ca xuống. Ok đi nói nên tí nữa hỏi chiều cổ á. Pain is not ngoài đây nó mà hết rồi. Nó đâu nhanh nhỉ. Chạy rồi. Ở kìa. Nó vào bộ xanh. Nó tưởng AK rồi. AK mẹ đi thật. Mẹ đi anh ấy ra xua đánh ấy. Ba người bắt được nó. Cái này có đường về nhà. Ba người đánh nó mà. Mày ép. Chào đi mất đi. Ba chào. Cẩn thận ông trời ơi, mình cứ bắt nó này nó đánh trúng lúc. Hay còn red luôn mà anh ăn đi, còn red luôn á. Về đi, về đi, về em đứng đây chết à. Ê, thằng AD đây nè, ăn red luôn, lên đây đánh được á. Ôi, nó ăn, nó anh thấy một tôi nè. Đâu có thấy đâu. Không, nó không có gì đâu. Mình chỉ cần em á, em đây, đây, e vô. Đây rồi, chơi đâu. Hay rồi, hay rồi. Đây là ôi. Đây là ôi. Giết nó mà. Từ từ năng. Kệ, kệ. Không được bỏ trụ nữa nha. Đi mà ra gác nè vô. Ra gác nè thì bay. Ờ hay. AD đó. À mua nhau quá đánh lại. Ừ. Đơn giản không? Yasuo như gần lần nha. Yasuo đẩy cũng có tí tác dụng. Ôi trời ơi, nó chém trụ yếu thật đấy. Lên tao còn đánh ở đâu có đam đâu. Chém trụ đéo với con lính đâu. Chém nhanh đây nhưng mà không có đam. Phong mà. Gió thổi như gió thổi ngang tay. Chém nó mẹ. Thằng đồ bùi này như thằng lớp lớp 3 chơi game vậy. Đi cái này có một chấm máu không chấm nó đi. À ho. Outplay này, outplay này. Chúng đồng em mẹ, chuẩn bị ra. Thôi đừng ăn gồng nữa, em sợ lắm rồi. À đi ăn. Thôi ôi giời ạ. Ê khoan, đây em đẩy lính vô top nha. Anh đây ạ. Ví dụ ra tốt rồi nè. Nghèo nó vẫn chưa biết hả, biết rõ đây. Biết rồi. Được con mắt rồi. Ừ, con mẹ thả môi. Tao đạt hả chịu đâu. Đó, mệt quá. Ôi trời trời. Ê, hồ cá sấu. Kiếu kiếu. Cá sấu chịu rồi đó. Kiếu kiếu kiếu. Kìa. Biết đang là thằng nào vừa tốc biến ấy. Nè, biết rồi. Vừa tốc biến vẫn chết. Dạ nó nghe tiếng tốc biến rõ mồn một. Phát cái quái mày ấn rò mà sao thiếu rò được nhỉ? Ừ đây em đẩy lên. Quái mày bị choáng nhỉ? Phía quá. Ấn rò thì mình ráng mày phá được công ty sớm nhỉ? Nó trụ top rồi nhưng được không dòng. À, tụi nó cướp nó cái nào mà nó cướp thêm cái nữa.
Có cái năm đấy mới ra có chạy. Nhanh thằng gà gác nữa ra đây. Đạt hết mana chứ. Em hết mana. Cháu cháu không ra tí sau đó. Có gà gác không thì có năm đấy nó mới ra. Đòn mới chặn này. Wow, cua đây. Cái giáp rồi. Ê quay anh chơi đi có gì em có tele nè. Nhưng không có mắt. À đây có mắt nhưng mới gần hết. Good. À, bộ mù rồi đó. Mẹ, nhiều con grip vậy. Grip mà thậm chí nó còn thông minh đó. Chỉ tại nhân đạo dừng thôn đó nữa. Ôi, mày ơi. Anh không à? Quy điện à? Góc hẹp nữa, góc hẹp mà tính được. Anh không? Chính xác. Đánh á, đánh á. Nè, nè, ra ra đây. Ôi giời. Bơi hai đứa. Anh sợ một người. Ông đứng sắt người. Không anh. Em thấy rồi đó nha. Em thấy anh này em hụt rồi đó. Đó đó đó. Đây đứng đây. Để vậy em chó rồi. Để thôi đấu chết thằng gà gát ạ. Cái nhỉ. Nó có đồng hồ cát ạ. Nó đồng hồ mà sao chứ rồi. Mạnh của đại quyết to. Fight or make room for those who win. Con nhiều con nó đứng toàn những con cái những vị trí trần người vãi đứng xa ra con ấy đứng xa làm cái gì thôi ba để à, tôi lao vào thôi đứng xa vào để con kìa về bốt hiệp ấy về bốt hiệp ấy về bốt hiệp ấy về con đem hiệp ấy lộn nó ngu mà kể nó thằng này chắc trốn hộ online nó chơi game á tại vì đôi khi thấy nó áp cà hợp lý. Không được đứng sau con ta ra. Sát cả luôn. Sao vậy? Ui trời. Màu thiệt nhưng mà nghe không anh ra gác trên đó rồi. Dạ luôn. Đi. Đi đi. Gãy của em nè. Gãy luôn. Gãy áp tớ rồi. Làm. Ok rồi. Này. Đi chiếc hết. Đó. Đạt rồi. Đạt chiếc hết mà. Đánh luôn. Đấy thì bút lên cả team như thế. Úi trời ơi. Mày nhá. Đang giết gần này. Rồi. Đi nó rồi. Ông nhập về đi. Ông nhập về đi. Nhập về. Ba gông luôn á. Đẩy luôn. Đẩy luôn. Đẩy luôn. Đẩy luôn á. Ta khô đâu nhỉ? Ta khô quá cảm. Dạ, nó ẩu online mà. Nó ẩu online mà. Sao kìa? Ê, nó mà dám lại đây. Dạ đúng các bạn. Để nó cái trụ đi. Mà phải hết 4 lính kìa. Ui, nó heo. Khoan khoan. Rồi, về luôn luôn cái. À chụp kết thế giới. Đi cười. À đi tay. Đuổi được tích cà mà thật. Ê, cái gác nó cái mạng rồi dạ thôi kệ nó kệ nó. Đi khùng quá. Trời mình đéo anh đâu mà hết trơn. Ít nhất là đi nó còn không đi chết. Còn gần con được tiền. Đa số yên bình. Còn công tiền của nó. Ê gọng kìa bạn. Hiệp về, hiệp về, hiệp về đi, hiệp về. Dòng đi. Mạnh à. Để dòng hiệp về. Không phải sợ lần này em tin tưởng anh, lần cuối. Dạ. Lần cuối ta bên nhau. Bắt bắt. Ờ. Dạ luôn. Rồi, nhà xuống múa múa. Mẹ mày về, mày về mày. Anh nhà mạnh, anh ơi, chưa tầm nhìn nó cẩn thận. Nó. Ok. Ôi trời ơi. À, bắt quả lá, bắt quả lá được rồi, đó lá rồi.
Rồi ra thu. Ok ok. Ok. Lên. Lên. Nghe vậy. Đi vậy. Hay à, hay à. Làm sao? Cứ đánh đi. Ok ok. Mà thử qua bờ phải. Ủa, không chạy được. Không chạy được. Không chạy không có thằng nào dám lại đây đâu anh em. Thế này tao công ty nha. Anh đi dẹn tụi rồi. Nếu biết ulti ông là cái gì các bạn em. Giáp chuẩn không? Nó chụp quá lắm kìa. Vậy vậy vậy. Đánh luôn. Rồi rồi rồi. Ba gông kìa. Ba gông được rồi. Về xong ba gông rồi. Ôi trời ơi. Ôi ơi. Má có mùi vậy đó. Mày. Vậy xong rồi mình ba gông là đẹp quá. Lần đầu tiên. Cái điệp mẹ. Mình. Quá. Cà mà hay vãi đá vậy. Đây là nguyên nhân huyên à. Không lâu. 1-11-1. Ghê nhờ. Để em ghé đây, để em ghé đây. Để em. Để em được. Mà gồng cũng được nữa, em có bờ rồi. Quý to này có gì à? Hay ăn đi, ăn đi. Ăn đi có gì em có bờ ba gồng. Không anh đặt gờ chuẩn chuẩn tí xong em đặt cái gờ lên em thắng cơ bá đó. Đó, nó không thằng nào dám lại. À, nó cũng chơi á. Đánh luôn. Má cái gờ em quá đẹp. Dễ quá. Quá dễ. Mày tốt kia mình phục chết anh em. Quá dễ. Thôi xong rồi. Ừ, dễ thế. Dạ. Kỹ sư công nghệ.